mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. À, hôm nay xin mời mọi người cùng đánh game tiếp với mình nha. Hôm nay mình sẽ đi rừng trong tình huống là bất đắc dĩ. Không biết mọi người như thế nào nhưng mà mình thì mình ít đi rừng lắm. Tại vì mình thích là đi cánh hoặc là nói chung là mình thích đi giao chiến hơn là đi ăn rừng xong rồi mới ra đánh. Nên tướng của mình thật sự là mình cũng rất là ít con tướng để đi rừng luôn. Thường là mình chơi pháp sư hoặc là trả thủ, trợ thủ. Nhưng mà tên của mình hôm nay thì là có 3 pháp sư rồi, nên là không có ai đi rừng hết. Nên mình bắt buộc mình phải đi rừng thôi. Nên là mình đánh có gì không hay mong các bạn thông cảm nha. Nhưng mà thật sự là mình chơi game cũng dở lắm. Nên là hầu như là con nào mình cũng đánh không có hay hết. Nè, con la reo nó tính qua cướp rừng nè. Đó, mình đã có ý định nhường nó rồi hà. Nó còn quay lại nữa. This feels so familiar. Đi rừng là vậy đó mọi người, tối ngày cứ lủi thủi một mình trong rừng ăn mấy con quái thú vậy đó. Xong rồi nếu mà thấy bên mình có dao chắn thì mình sẽ gia phụ một chút xíu. À hoa bạn ơi, mình còn con chắn máu nữa hà. Bây giờ có đồng đội của mình nè, cùng nhau bao vô luôn nè. Con bắt tay lao thì mình thấy nó càng đánh nó càng hay đó mọi người. Khi mà nó giết được thằng mạnh thì nó cái sức mạnh nó càng tăng lên đó. Mọi người có thấy ba cái lằn ở dưới cái lằn rạch máu của con Battle Line không? Khi mà mình có được ba cái lằn đó thì mình sẽ nhảy được hai nước nhảy liên tiếp của cái chiêu ba mọi người. Lúc đó mình phải tận dụng cái cơ hội đó để tranh thủ để hạ đối thủ nha. Trong khi mình đang con rồng thì tên bạn thích tạm ăn bướm bên cạnh mình rồi. A red team tower has been destroyed. Onslaught. Double kill.
executed. A red team tower has been destroyed. Legendary! Double kill! Triple kill! Quad kill! Đó, phải công nhận sức mạnh nội tại của Battle Eye phần lớn. Nhưng mà khi mà leo rank thì mình thấy các bạn hay chọn những con Battle Eye này để đi gần đó mọi người. Thật sự là Battle Eye chưa bao giờ là thế, chỉ có người chơi là thế thôi. A red team tower has been destroyed. Go!
Legendary! Nice assisting! Kill! Your face!